Hôm nay em giới thiệu mọi người một cái mẫu váy hàng cao cấp kèm veo mới về mọi người nhé. Cái veo này thì nó chỉ là một cỡ thôi, cho nên là mọi người mà rộng eo thì mọi người về đục lỗ nhé. Kèm veo này, cái tông màu này rất là trắng da luôn, bên trong có lót chứ không hở lộ gì hết. Và cái họa tiết hoa của nó màu be nhé mọi người. Cổ V này, cổ rất là vừa phải, không hở lộ này. Phần tay nhá, tay bèo chờm này. Phần nách đây, mọi người có thể mặc đi làm, đi chơi này, đi tiệc, đi đám cưới này, hay đi biển đều rất là xinh luôn. Và cái tông màu thì đặc biệt là trắng da nhé mọi người. Những cái váy dáng xòe nha, mọi người nhìn cái phần xòe, độ xòe nó rất là vừa phải, nó làm cái hông hay cái mông của mình nó không hề bị to một tí nào cả. Mặc cực kỳ là gọn luôn đấy cả nhà. Chị em nào thích những cái mẫu váy dài thì em nghĩ không nên bỏ qua cái mẫu này đâu. Bạn mẫu bạn ấy 50 cân nhé, 1m63 thì bạn đang mặc sẽ này. Bạn ấy mặc qua gối chưa đến bắp chân đâu. Cho nên là 1m50 mặc vẫn được nhá, đi quốc cao lên là xinh. Có thể đi làm, đi chơi, đi tiệc, đi đám cưới đều bao đẹp luôn ạ. Vai này, che vai rồi, cổ không sâu này. Kèm beo mọi người nhá, có túi hai bên. Cái váy này nó che bụng rất là tốt. Những cái váy như thế này thì em thấy là cao thấp béo gầy đều có thể mặc được hết. Mặc trông rất là sang, vừa trắng, vừa gọn người luôn ấy. Đủ size S, ML nhé cả nhà. Tầm dưới 53 cân mặc S, dưới 58 cân mặc M và dưới 65 cân thì mọi người mặc size L cho em. Bạn muốn bạn ấy 50 cân thì bạn ấy mặc size S nhá. Mọi người lấy size gì thì mọi người inbox ạ. Hôm nay em lên cho mọi người một cái mẫu trăm hàng cao cấp mới về nhá. Mẫu trăm này thì chất của nó là chất lụa, chất lụa hàng cao cấp, và tông màu của nó là tông màu xanh coban, rất là tôn da luôn. Phần cổ của nó thì là có xếp vạt này, và có kèm một cái dây beo vải như này nhá. Nếu mà mọi người không thích beo vải thì mọi người có thể mix với cả beo da của mọi người cũng được. Phần tay thì có mix này, tay này mọi người mặc đi làm cũng được nhá. Mẫu này mọi người mặc đi làm, đi chơi, đi du lịch đều hợp luôn. Phần quần của nó thì cái phần eo có xếp ly nhá. Những cái quần mà có xếp ly như thế này thì mặc sẽ rất là che khuyết điểm bụng, không lộ bụng một tí nào cả. Phía sau đây ạ, quần ống nhỏ nhá, mặc cảm giác chân rất là dài luôn. Em cao 1m63, nặng 50 cân thì em đang mặc trong này size S này. Và cái độ dài của nó thì vẫn trên mắt cá một đoạn, nên là các chị thấp hơn em vẫn có thể mặc được nhá. Trong này thì em có sẵn size SML, size S dưới 53 cân, size M dưới khoảng 57-58 cân, và size L thì dưới khoảng 64-65 cân nhá. Rất là xinh, tôn da tôn dáng luôn ạ. Hàng có sẵn tại chảnh 68A phố Huế nhá. Mọi người mua hàng lấy size nào thì mọi người inbox cho em. Chào cả nhà, hôm nay em lên cho mọi người một set đồ sale nhá. Cả set này giá gốc của nó gồm áo và quần này, cả set là 1.1 triệu nhá. Bây giờ sale chỉ còn 550.000. Đấy, cả set thì gồm áo này. Cái phần áo của nó thì có độn vai mọi người nhá. Mặc những cái mẫu độn vai thì bao giờ trông cũng rất là sang, nhưng mà không bị già một tí nào đâu ạ, vẫn rất là trẻ trung nhá. Áo, quần và kèm cả beo luôn mọi người nhá. Kèm cái beo da này. Quần đây ạ, quần kéo khóa đằng sau nhá. Set này mà các chị em nào mặc đi làm thì em nghĩ là không nên bỏ qua đâu ạ. Rất là xinh. Cái màu xanh này cũng rất là tôn da nhá. Form cực kỳ đẹp luôn. Set này em có đủ size từ S, M, L đến XL nhá. Size S thì dưới 52 cân, size M dưới 57 cân, size L dưới khoảng 62-63 cân, và size L thì từ khoảng 64-68 cân mặc vừa nhá. Đủ size và hàng cao cấp, giá sale lại còn rất hợp lý, nên là mọi người thích thì mọi người chốt nhanh mẫu này nhá. Em cao 1m63, nặng 50 cân thì em đang mặc set này size S này. Chất rất là đẹp luôn đấy mọi người ạ. Kèm beo trông rất là lịch sự, sang chảnh. Hàng có sẵn tại chảnh 68A Phú Huế nhá. Mọi người lấy size nào thì mọi người inbox cho em ạ. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người cái mẫu quần baggy kèm beo và áo sơ mi mới về nhá. Trước tiên là quần, và quần này nhà em thì nó là hàng thu mọi người nhá. Và quần bây giờ bắt đầu ra những cái mẫu mùa thu rồi. Chất của nó sẽ không mỏng như chất mùa hè đâu. Nhưng mà tất nhiên là nó không dày như đồ mùa đông, để mọi người có thể mặc được luôn trong cái thời tiết này cũng được. Nhưng mà chất nó sẽ dày hơn chất mùa hè, nhưng nó không mỏng hẳn đâu ạ. Và nó rất là đúng form này, rất là lên form luôn. Kèm cái beo nhá, ở đây có logo này. Cái phần trước của nó có độ xếp ly này, mặc che bụng rất là tốt luôn, mặc cực kỳ là gọn gàng với những cái mẫu như thế này. Đằng sau đây ạ, chuẩn form baggy luôn mọi người nhá. Nên mọi người nhìn cái quần này,
Những cái quần mùa thu mà em thấy nó lên form ấy, nó đứng form hơn hẳn cái quần mùa hè, tại vì quần mùa hè thường là người ta sản xuất chất siêu mỏng, chất rất là mỏng, co giãn nha mọi người. Quần này chất sẽ dày hơn một chút này. Và em có đủ size SML. Bạn mẫu bạn ấy 50 cân 1m63 thì bạn đang mặc size S nhá. Quần này thì tầm dưới 54 cân mặc S, dưới 59 cân mặc M và 60 đến tầm 66 cân thì mọi người mặc size L cho em. Nó kèm belt nhá, kèm cái belt kia. Và quần em thì bây giờ em nhập hàng loại 1 chứ không nhập hàng nước 2, nước 3 đâu ạ. Cho nên mọi người nhìn cái quần form này chuẩn form SG luôn. Nó có độ phồng rất là vừa phải nhá, làm cho cái hông, cái mông của mình nó không bị to mà mặc còn rất là gọn nữa. Cái quần này nó chị em mặc hơi rộng bụng một tí thì mình cũng không vấn đề đâu, vì nó có belt rồi mà, có belt thắt rồi mà không sợ tụt. Ở đây có logo này, hàng cao cấp nha mọi người. Đấy là quần, tiếp theo là áo. Áo sơ mi hôm nay em về cái tông màu nâu nhá. Áo này mẫu mới nhất năm nay rồi. Áo thì áo BBR thì bao giờ em cũng nhập là hàng loại 1, chứ em cũng không bao giờ nhập hàng loại 2 cả. Cho nên mọi người biết là chất form đều rất là đẹp. Áo này thì SML này, tầm dưới 52 cân mặc S, dưới 57 cân mặc M và dưới 63 cân thì mọi người mặc size L cho em áo nhá. Áo em bỏ ra là quần chị ơi. Những cái áo như thế này thì nó quá là dễ mix luôn, và đặc biệt là cái tông màu của nó cũng rất là tây. Đây là áo sơ mi bỏ ra ngoài quần sẽ như thế này nhé cả nhà. Gần như là nó không nhăn luôn ấy. Thế chị em mà thích mà những không thích những cái mẫu nhăn thì cái mẫu này rất là chuẩn này. Mọi người có thể sơ vin hay là không sơ vin đều được. Và đi làm mình chơi đều được nhá. Đi làm mình mix với quần Âu hay là những cái chân váy bút chì, chân váy xòe này, chân váy xòe dài này. Mọi người đi làm trông rất lịch sự. Còn đâu đi chơi mình có thể mix với quần jean chẳng hạn, hay là những cái quần short ngắn, chân váy ngắn nhá. Mix kiểu thời trang, kiểu trông nó trẻ trung hay là mix kiểu trông nó lịch sự một tí đều được. Chứ những cái mẫu kẻ này nó không già đâu mọi người ạ. Do mình mix đồ như thế nào thôi, đi làm hay là đi chơi thôi. Bạn mẫu bạn ấy 50 cân thì áo bạn mặc size S và quần size S nhé cả nhà. Em có sẵn áo và quần đủ size SML. Mọi người lấy gì thì mọi người inbox cho em ạ. Hôm nay em giới thiệu mọi người mẫu chân váy và áo mới về nhé. Trước tiên là chân váy ạ. Chân váy này là chất kaki vải mềm mọi người nhé. Và nó kèm luôn cái belt xịn sò này nhé. Cái belt này thì mọi người có thể mix với rất là nhiều đồ khác nhau. Đằng sau đây, chân váy form A này. Chân váy này thì mọi người mặc đi làm, đi chơi đều được. Vì em thấy độ dài nó rất là vừa phải, không hề ngắn đâu. Mẫu là bạn ấy 50 cân 1m63 thì bạn ấy mặc sẽ là mặc tầm đến gối nhá. Đấy, cao thấp béo gầy đều có thể mặc được hết, và đi làm đi chơi này đều được. Mọi người mix cho em với cả những cái áo phông sơ mi mông tơ ghi, áo lụa nhá. Rất là dễ mix luôn với những cái chân váy như thế này. Chân váy thì tầm dưới 53 cân mặc S này, dưới 58 cân mặc M và dưới 65 cân mọi người mặc size L cho em nhá. Chân váy này nó có phía trước, nó có mọi người mặc thì sẽ có độ xếp phồng như thế này, có túi này. Cái che bụng rất là tốt, độ xòe vừa phải này. Đủ size SML luôn ạ. Bạn mẫu 50 cân thì bạn ấy đã mặc size S rồi. Đi làm đi chơi đều rất là xinh, kèm luôn cái belt này, kèm luôn cái belt da này nhá. Đấy là chân váy, tiếp theo là áo này. Áo này hôm nay em về màu hồng nhá. Màu hồng có sẵn size SML. Áo này xinh lắm cả nhà. Mọi người mặc đi chơi hay đi làm đều được. Cái phần cổ tròn ở đây nó không bị sâu đâu, không hở lộ gì hết. Đấy, chất thì co giãn thoải mái, vai bồng này, điểm nhấn là cái cổ đấy mọi người. Màu cũng rất là xinh. Áo thì có đủ size SML. Em bỏ áo ngoài chân váy chứ. Áo đấy ạ. Áo này đi làm cũng được này. Đi làm mọi người mix quần baggy hay là những cái chân váy xòe, chân váy Gucci nhá. Còn đi chơi thì mix với short ngắn hay là chân váy ngắn đều rất là xinh. Áo thì tầm dưới 52 cân mặc S, dưới 57, 58 cân mặc M và dưới 65 cân thì mọi người mặc size L cho em nhá. Chất áo thì co giãn này. Đấy. Vai bồng này. Màu xinh, nhẹ nhàng, đơn giản và đẹp. Em có sẵn cả chân váy, cả áo đủ size SML. Mọi người lấy size gì thì mọi người inbox cho em. Hôm nay em giới thiệu mọi người mẫu quần và áo mới về nhá. Trước tiên là quần ạ. Quần này là hôm nay em về là hàng bù này. Quần này chất liệu của nó là hàng cao cấp mọi người nhá. Chất tacta hàng cao cấp. Và trên cái chất này thì nó có những cái đường gân nhá. Có những cái đường vân chéo. Ở đây có logo này. Quần hai lớp nhá. Form nó rất là đẹp luôn. Form A này. Không hề ngắn một tí nào đằng sau đây. Chất thì là hàng cao cấp rồi. Cho mọi người yên tâm là lên form rất là đẹp. Và quần này thì tầm dưới 53 cân mặc S, dưới 58 cân mặc M và dưới 65 cân mọi người mặc size L nhá. Và mẫu là bạn ấy 50 cân và 1m63 thì bạn đang mặc size S này. Nó rất là dễ mix luôn mọi người ạ. Mix với cả những cái áo điệu điệu này, áo lụa này, áo tơ này, hay là những cái áo phông, mông tơ ghi. Đấy, đều rất là hợp mọi người nhá. Form A rất là dễ mặc. Nói chung là quần này lên form đẹp. Và cái phần phía trước nó có độ xếp phồng này, che bụng rất là tốt, mặc cũng gọn gàng lắm chứ không hề béo một tí nào với những cái mẫu quần như thế này. Đấy là quần cả nhà nhá. Tiếp theo là áo này. Áo này hôm nay em về hai màu, rất là xinh, mẫu mới nhất luôn ạ.
Em có màu trắng với cả là màu nâu nhá. Cái phần tay của nó đây, cái chỗ này nó là chun này, rất là thoải mái. Phần vai nhá, nó có đính cái này, có đính cái nơ này. Chất phông nhá mọi người, phông co giãn này. Phần cái chỗ này của nó là pha sơ mi nhá, đằng sau đây. Cái này mọi người mặc đi chơi, mọi người mix với cả những cái chân váy hay là mix với quần short nhá, đều rất là xinh. Hay là mọi người mix với quần cũng được, quần lửng hay là quần baggy, đều vô cùng là xinh luôn. Và áo thì em có hai màu là màu nâu với cả màu trắng. Size là size SML nhá. Đây ạ. Size S là tầm dưới 53 cân vừa, size M là dưới 58 cân và size L là dưới 65 cân. Bạn mẫu bạn ấy 50 cân thì bạn đang mặc size S nhá. Em bỏ áo và quần chị đấy. Đây bỏ áo nhưng mà quần sẽ như thế này ạ. Mọi người có thể không sơ vin hay là không sơ vin đều được nhá. Chất áo thì nó co giãn rồi, nó pha sơ mi này. Chúng nó rất là xinh, rất là yêu luôn. Make đồ cũng dễ nữa. Hai màu đủ size SML, màu trắng với cả là màu nâu này. Đấy, màu nào cũng rất là dễ mặc luôn mọi người nhá. Còn quần cũng đủ size SML, mọi người lấy áo hay lấy quần thì mọi người inbox cho em. Hôm nay em giới thiệu mọi người một cái mẫu váy hàng cao cấp mới về mọi người nhá. Hàng cao cấp nhá mọi người, chứ không phải hàng rẻ đâu, cho nên giá nó sẽ hơi cao một chút ạ. Em có sẵn đủ size SML nhá. Cái họa tiết của nó là hoa đen này. Tay chỗ này là chun nhá mọi người. Hai bên ngực là túi này. Nó kèm cái dây đai này. Nếu mọi người không thích cái dây này thì mọi người có thể thay bằng những cái beo da cũng được. Để trong mỗi lần mình mặc thì mình có thể thay đổi nhá. Cái đoạn, cái phần chân của nó có độ xếp ly này, cho nên là nó che bụng rất là tốt. Và cái mẫu này thì bạn mẫu bạn ấy mặc, và bạn 1m63 bạn ấy mặc đến bắp chân nhá cả nhà. 1m50 mọi người mặc vẫn được. Đi quốc cao lên là xinh. Hàng cao cấp chuẩn đẹp luôn, bên trong nó có lót chứ không hở lộ gì hết. Mọi người có thể mặc, chị em nào điệu điệu đi làm được này, đi chơi đi tiệc cái đám cưới hay đi biển thì vô cùng là hợp lý luôn đấy cả nhà. Bao mê luôn cái màu này, cái màu này trông nó rất là mùa hè, rất là hợp với mùa hè luôn. Chất nhẹ mềm và mát, mọi người để ý là hàng cao cấp nhá, cho nên giá nó sẽ hơi cao một chút, nhưng mà bù lại thì thật sự là rất là chất lượng luôn. Nhận được cái váy này chỉ có ưng trở lên thôi ạ. Chị em nào mà thích những cái mẫu dáng dài thì em nghĩ mọi người không nên bỏ qua cái mẫu này đâu. Phần vai của nó hơi có độ bồng nhẹ này, trông rất là trẻ, trông vừa sang, điệu đà. Bạn mẫu thì bạn ấy mặc size S rồi ạ. Váy này ở dưới 53 cân mọi người mặc S, dưới 58 cân mặc M và dưới 65 cân thì mọi người mặc size L cho em nhé. Có túi, váy có túi, hai bên có túi này. SML, mọi người lấy size gì thì mọi người inbox cho em. Hôm nay em giới thiệu mọi người một cái set tơ mới về mọi người nhé. Cái tông màu của nó là màu vàng rất là xinh này. Cái set này thì chất của nó rất là nhẹ và mát luôn cả nhà. Và mọi người có thể sơ vin hay không sơ vin đều được nhá. Phần áo đây, chất nhẹ lắm mọi người, nhẹ như không luôn đấy. Tay bồng này, rất là trẻ. Quần này ạ, quần này thì bên trong nó có lót rồi chứ không hở lộ gì đâu. Túi này, đằng sau đây. Em có sẵn set này size SML mọi người nhá. Tông màu vàng rất là xinh và rất là trẻ. Mọi người có thể sơ vin hay là không sơ vin đều được. Lát nữa bạn mẫu bạn sẽ bỏ áo ra quần cho mọi người nhìn nhá. Khi mà không sơ vin nó sẽ như thế nào. Em có sẵn size SML ạ. Cái set này thì tầm dưới 50, dưới 52, 53 cân mọi người mặc size S. Dưới 52 cân mặc S ạ, dưới 52 cân mặc S nhá. Dưới 57 cân mặc M và dưới 63, 64 cân thì mọi người mặc size L. Bạn mẫu bạn ấy 50 cân, 1m63 thì bạn ấy đang mặc size S ạ. Trông nó rất là nhẹ nhàng, mọi người mặc đi chơi hay là mọi người mặc đi biển em thấy đều rất là xinh. Em bỏ ra quần chị. Đây không sơ vin nó sẽ như thế này ạ. Nói chung là sơ vin hay không sơ vin với cái set này em thấy đều xinh. Dễ mặc lắm, không hề kén, không kén người mặc đâu. Và cái tông màu vàng của nó thì cũng không bị chóe mọi người. Màu vàng của nó thì cũng nhạt nhạt thôi. Không chóe một tí nào cả. Không kén người mặc này. Có đủ size SML mọi người nhá. Mọi người lấy size gì thì mọi người inbox cho em. Chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu với cả mọi người một cái mẫu hàng cao cấp set mọi người nhá. Set gồm có áo này và quần short. Set này rất là xinh luôn, mọi người mà sắp đi biển, đi chơi thì không nên bỏ qua cái mẫu này nhá. Đây cái tông màu của nó là tông màu đen này và có họa tiết chấm bi phối màu nhá, rất là xinh. Dáng này cổ V này nhưng mà nó không bị quá là trễ đâu. Phần tay thì là tay bồng nhá. Tay bồng. Cái dáng áo này thì là áo ngắn nhưng mà nó không bị hở gì đâu ạ. Vì quần thì là quần cạp cao này. Quần cạp chun nhá. Có túi. Dáng thì là dáng chữ A. Mặc
cảm giác chân rất là dài. Cả set này thì chất hàng cao cấp nên là rất là mềm, nhẹ và mát nhá. Quần này bên trong có lót mọi người nhá. Đây, có lót này. Mọi người mặc đi du lịch cái set này kết hợp với cả mũ vành rộng này hay là xăng đan ấy, rất là xinh. Và đằng sau áo này nhá, có chun này. Ở set này em có sẵn size SM. Size S thì dưới 53 cân và size M thì dưới khoảng 58-59 cân các chị mặc vừa nhá. Tông màu rất là trắng da. Hàng có sẵn tại chảnh 68A phố Huế nhá. Mọi người lấy size nào thì mọi người inbox cho em ạ. Chào cả nhà, hôm nay chảnh về một mẫu váy mới nhá. Đây, cái váy này đó là dáng suông mọi người nhá. Cổ tròn này, dáng suông và phong ở dưới là đuôi cá này. Đấy, em đang mặc đây. Em đứng gần cho mọi người xem cái họa tiết của nó nhá. Họa tiết màu xanh, rất là sắc nét luôn. Và chất liệu của nó thì là chất liệu lụa tơ cao cấp nha mọi người. Chất rất là nhẹ ạ, chất rất là nhẹ, mềm mát. Những cái mẫu váy như thế này thì rất là dễ mặc. Mọi người có thể mặc đi làm, đi chơi, đi ra biển, đi du lịch các thứ đều được. Vì nó rất là form, từ form dáng đến chất liệu rất là dễ mặc nhá. Cái phần tay của nó nhá, phần tay của nó là chun này, co giãn rất là thoải mái. Họa tiết thì cực kỳ là sắc nét luôn. Và cái tông màu xanh này mùa hè nhìn nó rất là mát mắt mọi người nhá. Đằng sau đây ạ. Ở cái mẫu này em cao 1m63, nặng 50 cân thì em đang mặc size S này. Và đến đầu gối nhá, mặc đến nó chạm, vẫn trên đầu gối một chút. Nên là các chị em nào mà thấp hơn em 1m50 có thể mặc được nhá. Mọi người đi guốc lên là xinh ạ. Từ phong dáng đến chất liệu váy này phải nói là xuất sắc luôn đấy mọi người ạ. Đi biển mọi người có thể kết hợp và cùng cả mũ vành rộng này. Đấy, rất là đẹp. Và cái mẫu này form suông rộng thoải mái nhá, nên là các chị em nào mà bầu bí thì cũng có thể bon chen được. Họa tiết rất là sắc nét. Váy này thì em có sẵn size SML nhá. Size S cho các chị dưới 53 cân, size M cho các chị dưới 58 cân và size L thì dưới khoảng 65 cân các chị mặc vừa nhá. Rất là xinh. Hàng có sẵn tại chảnh 68A phố Huế ạ. Mọi người mua hàng thì mua inbox cho em. Chào cả nhà, hôm nay em lên cho mọi người mẫu váy sale hàng cao cấp nhá. Váy này cái tông màu của nó thì phối màu đỏ với cả màu đen rất là trắng da luôn. Và váy có kèm một cái beo da thế này mọi người nhá. Phần dưới của váy này thì nó không ôm đâu, nên là che khuyết điểm bụng này. Mặc trông nó rất là gọn gàng ấy. Vai thì là vai chờm nhá, mọi người có thể mặc đi làm. Mặc đi làm cũng được. Mẫu váy này mọi người có thể mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc đều xinh hết. Dáng váy rất là dễ mặc. Đằng sau thì có xẻ này, nhưng mà nó không bị không cao nên nó không hở lộ gì hết. Váy này giá gốc là 950.000, bây giờ sale chỉ còn 490.000 thôi nhá. Giá cực kỳ là hợp lý trong một cái mẫu váy hàng cao cấp như thế này. Có size SML, size S dưới 52 cân, size M dưới 57 cân và size L thì dưới khoảng 63-64 cân. Hàng có sẵn nhá. Mọi người lấy size nào thì mọi người inbox cho em ạ.